Chào mọi người, ngày hôm nay thì hãy cùng mình tham gia trải nghiệm một ngày tham quan tại trường Đại học Đông Đô nhé. Trường của mình thì hiện tại đang được tọa lạc tại số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Trường Đại học Đông Đô được thành lập vào năm 1994, là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Hà Nội. Sau 26 năm được hình thành và phát triển thì hiện tại trường đang được cấp phép đào tạo 23 ngành đại học, 7 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ. Đây, đây chính là khu vực sảnh chờ của trường chúng mình này. Nơi đây thì thường được các bạn sinh viên sử dụng để nghỉ ngơi sau những giờ giải lao. Ngoài ra thì ở những cái dịp sự kiện, nơi đây còn là một nơi cực kỳ lý tưởng để tụi mình tập những bài nhảy này, dân vũ hoặc là làm báo tường, làm cổng trại ở đây nữa đấy. Ở đây thì trường mình có đặt một cây điều ước, vào những dịp như là năm mới hay là khai giảng thì tụi mình thường hay viết những điều ước và treo lên cây. Bây giờ thì mình sẽ viết điều ước của mình và treo lên cây nhé. Các bạn hãy nhớ là sau khi vào trường đừng quên làm điều này nhé, thú vị lắm đấy. Và bây giờ thì tụi mình hãy cùng tham quan tiếp thôi nào. Xin chào các bạn, giới thiệu với các bạn, đây chính là khu vực hiệu bộ và quầy lễ tân, và phía bên trong chính là các phòng ban chức năng của nhà trường. Đây chính là phòng thực hành của khối ngành sức khỏe. Tại đây có đầy đủ những trang thiết bị, dụng cụ thực nghiệm để cho các bạn thực hành theo đúng lộ trình đào tạo của mình đấy. Đây chính là phòng học của trường mình với hệ thống trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ cho việc giảng dạy, điều hòa âm trần mát rượi, và lớp học thì được thiết kế theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Còn bây giờ thì các bạn hãy theo mình lên thăm thư viện nhé. Với các bạn, đây chính là không gian mà mình yêu thích nhất, thư viện của nhà trường. Các bạn biết không, thư viện của nhà trường là một góc sống ảo cực kỳ được lòng tụi mình luôn ý. Ở đây còn có gốc cây anh đào siêu xinh mà tụi mình thường đến đây sau những giờ giải lao để đọc sách này, làm bài tập hoặc là nghỉ ngơi đấy.
chính là phòng thực hành của khối ngành công nghệ thông tin, hai phòng máy, mỗi phòng với khoảng 30 chiếc máy tính hiện đại, kết nối Internet thì siêu nhanh. Wow, và xin giới thiệu với các bạn, đây chính là căn phòng được chờ đợi nhất tại trường của chúng mình, phòng thể thao đa chức năng. Ở đây tụi mình có rất nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho nhu cầu tập gym, yoga hay aerobic dành cho sinh viên và cán bộ nhà trường. Ở đây là nơi tập trung nhiều trai xinh gái đẹp nhất trong trường sau mỗi giờ học căng thẳng. Và đặc biệt các bạn có thể thấy, đằng sau lưng mình đây là một sân golf mini tiêu chuẩn. Tụi mình sẽ được huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn để có được những trải nghiệm thú vị và chính xác nhất đấy. Và sau đây mình sẽ tập cho các bạn xem nhé. Vậy là hôm nay chúng mình đã vừa hoàn thành xong tour tham quan và review nhanh không gian học của trường Đại học Đông Đô rồi đấy. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé.